Rất nhiều anh chị có đặt câu hỏi cho chúng tôi ở trên kênh Vinachi Việt Nam là đi chia sẻ và phân tích những tính năng cơ động của cái dòng sản phẩm cả ống chân không này trong quá trình làm việc nó sẽ mang lại hiệu quả như thế nào. Thì anh chị sẽ cùng tôi đi tìm hiểu thực tế về sản phẩm. Về thiết kế của sản phẩm thì gồm có 3 phần được tháo rời tách biệt, rất là tiện ích trong quá trình anh chị chúng ta sử dụng. Đầu tiên là ống nước P27, anh chị chúng ta có thể thấy riêng về phần ống nước này rất là cơ động. Anh chị có thể đặt mua kích thước dài hay là ngắn tùy chọn. Ngoài ống P27 ra, anh chị chúng ta có thể lựa chọn P21 và P34 tùy vào mục đích sử dụng công việc của mình. Còn đây là hai đầu vam giúp anh chị chúng ta cố định vam giữ các bề mặt phôi chắc chắn. Đầu tiên là đầu vam cố định, anh chị chúng ta sẽ lắp vào cái thanh ống nước này. Anh chị chú ý cho tôi cái phần gen tiện này, sẽ luồn phần ống này vào đây, sau đó anh chị chúng ta vặn chặt lại. Nó sẽ như này, phần vam cố định này nó có một cái tay quay để điều chỉnh siết thật chặt. Còn đây là phần đầu vam di chuyển. Trong quá trình lắp đặt ấy, anh chị chúng ta sẽ phải giữ thật chặt cái chốt hãm này, mở nó ra, sau đó là luồn vào trong cả ống nước. Nó sẽ như thế này. Đây cũng là một cái điểm thiết kế rất là hay của cái sản phẩm cả ống chân không này khi sử dụng mà nhiều dòng vam hay là dòng cảo khác ở trên thị trường chưa làm được. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi trải nghiệm thực tế để anh chị chúng ta có thể thấy rõ được công dụng của sản phẩm. Và anh chị đừng quên like, bấm đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Ở đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn một ít phôi ván để ghép demo lên cho anh chị chúng ta thấy rõ được cái công dụng của sản phẩm. Tôi sẽ sử dụng hai cái cảo chân không này đặt ở hai bên. Anh chị có một lưu ý cho tôi nhé, trong quá trình mà anh chị ra đặt ván như này, ở đầu ván này nó bị thừa thì anh chị chúng ta sẽ nới cái phần cảo ống, cái đầu cảo ống chân không này, cái đầu di chuyển này ra bên ngoài cho nó rộng. Đây là những cái phôi ván mà tôi đã lắp đặt lên để ghép demo cho anh chị chúng ta. Anh chị chúng ta có một cái lưu ý cho tôi là trong quá trình mà anh chị chúng ta ghép ván, anh chị chúng ta sẽ sử dụng thêm cho tôi cái dòng cảo chân không này để lắp bên trên thì ván nó mới không bị vòng lên. Đây là cái mẹo và cái lưu ý thôi. Nó sẽ như thế này. Anh chị chúng ta có thể siết thật chặt tay vì cái chất liệu của cái sản phẩm này, hai phần đầu kẹp thì được thiết kế bằng gang cao cấp, phần cảo nước thì được làm bằng hợp kim cao cấp nên là cái độ bền, độ chắc chắn trong quá trình sử dụng anh chị chúng ta khỏi phải lo nghĩ. Đây là công dụng thực tế của sản phẩm sau khi mà tôi đã vam kẹp những cái bề mặt phôi ván bản rộng demo lên để anh chị chúng ta thấy. Thì bây giờ tôi sẽ nâng lên, em ra đây nâng thực tế lên đấy, cầm vào hai đầu vam ở bên giữa, đây là hai đầu vam ở bên trên. Khi mà anh chị chúng ta vam gỗ hay là ép thì anh chị chúng ta khỏi phải nghĩ luôn, chắc chắn luôn. Đó là những cái công dụng tiện ích của sản phẩm. Thì tôi tin chắc những dòng cảo ống nước chân không này sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho bác thợ chúng ta khi vam kẹp giữa các bề mặt phôi gỗ, phôi ván bản rộng. Anh chị chúng ta mà muốn mua hàng hay là muốn đóng góp những cái ý kiến của mình thì có thể là comment, bình luận xuống bên dưới, nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem hết clip này. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.